Xin chào anh chị, Misa SMI 022 vừa cho ra mắt tính năng mới giúp người dùng có thể lập nhanh chứng từ mua dịch vụ khi phân bổ chi phí mua hàng hóa trong nước hoặc mua hàng hóa nhập khẩu một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hãy cùng em khám phá chi tiết ngay sau đây nhé. Với đơn vị thường xuyên nhập nguyên vật liệu về để sản xuất, đồng thời cũng mua hàng hóa về để xuất bán, hầu hết các đơn hàng nhập sẽ bao gồm cả hàng hóa, nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ. Chi phí mua hàng thì sẽ phát sinh tổng cho cả lô hàng. Hiện tại, để phân bổ chi phí mua hàng hay phí hàng về kho, phí trước hải quan, kế toán sẽ lập chứng từ chi phí mua dịch vụ trước trên phần mềm. Và trên chứng từ thì kế toán sẽ phân bổ chi phí cho nguyên vật liệu chính vào tài khoản 1521, nguyên vật liệu phụ vào tài khoản 1522 và hàng hóa vào tài khoản 1526. Tuy nhiên là do không thể xác định chính xác được số tiền chi phí toán cụ thể cho từng tài khoản là bao nhiêu, cho nên kế toán sẽ thực hiện theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất là trước khi lập chứng từ chi phí, kế toán sẽ tự tính số liệu phân bổ rồi nhập liệu vào phần mềm. Hoặc cách thứ hai, kế toán sẽ thực hiện phân bổ chi phí trên phần mềm, sau đó căn cứ vào số liệu đã phân bổ cho từng mặt hàng để tính toán và sửa lại chứng từ chi phí đã lập trước đó. Anh chị có thể thấy, theo cả hai cách trên thì kế toán đều sẽ mất nhiều thời gian hơn khi thực hiện phân bổ chi phí mua hàng. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, Misa SMI 022 đã cho phép người dùng có thể lập nhanh chứng từ mua dịch vụ khi phân bổ chi phí mua hàng trong nước hoặc mua hàng hóa nhập khẩu. Khi phân bổ chi phí, nếu như anh chị không chọn chứng từ chi phí mà tự nhập tổng chi phí để phân bổ, chương trình sẽ tự động sinh chứng từ mua dịch vụ và hạch toán đầy đủ các khoản chi phí đã phân bổ theo từng tài khoản tương ứng. Đồng thời thì các khoản chi phí sau khi phân bổ cũng sẽ được chương trình tự động tính vào giá trị của hàng hóa tương ứng trên chứng từ mua hàng. Như vậy, với tính năng mới này, anh chị sẽ không phải tính toán hay thao tác chỉnh sửa gì nhiều mà vẫn đảm bảo tính chính xác của số liệu. Vậy còn chần chừ gì nữa, anh chị hãy trải nghiệm tính năng mới này ngay hôm nay. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị thực hiện thành công.